Thưa quý vị và các bạn, tôi vừa mới mua về được một chiếc xe Kia Rio 2016 quý vị và các bạn nhé. Đấy. Đồng hồ công tơ mét này. Đồng hồ công tơ mét là chuẩn 76,000 xịn nữa các bạn nhé. Đấy. 76,000 xịn các bạn nhá. Đây là tôi vừa mới mua và mua được của một cái cậu thanh niên này là chủ xe. Cậu thanh niên này làm ở cục cảnh sát hình sự nhá, đường Nguyễn Trãi này. Đấy. Cục cảnh sát hình sự đường Nguyễn Trãi này luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn đấy các bạn này. Tôi quay để cho quý bạn xem được là cái đồng hồ là tôi không tua nhá, vừa mới mua xong tại cục cảnh sát hình sự ra. Và nếu như mà quý vị và các bạn đến xem xe, tôi sẽ cho xem luôn là cái địa chỉ của chủ xe, cũng là lấy địa chỉ tại cục cảnh sát hình sự luôn các bạn này. Rất mới, rất là đẹp luôn. Không những mới đẹp mà chủ xe lắp thêm rất là nhiều đồ xịn rồi các bạn ạ. Đấy, rất đẹp. Một chiếc xe Kia Rio sản xuất 2016 nhập khẩu nhá. Tôi bắt đầu đi về đây. Bây giờ tôi về thì tôi sẽ, cái chiếc xe này thì tôi cũng chỉ có rửa ráy dọn dẹp đi một chút là tôi đăng tôi bán cho quý vị và các bạn thôi ạ. Đấy, quý bạn hãy chờ video của tôi nhé. Thank you.